less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bang, a little less fun, a little less match, a little more fun. Close your mouth, open up your heart, and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, Công Thành. Kính thưa quý vị, Công Thành một lần nữa xin thành thật cảm tạ tất cả quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show ngày hôm nay với Elvis Phương. Yes. Và kính thưa quý vị, Thành xin được trước hết là hỏi Phương này, Phương có một cái project gì mà Phương sắp ra không, bật mí chút xíu thôi. Nếu project đó, phải nói project thì Phương mới vừa thu xong một project nhạc Pháp. À. Và cái đó là cuốn thứ ba. Uh-huh. Cuốn thứ ba trong cái sen mà là về nói rằng là khi ta yêu nhau 1, 2, bây giờ là cuốn số 3. Và Phương có ý định là chắc có lẽ cuối năm nay mới phát hành. Cuối năm nay phát hành. Bao nhiêu bài trong đó? 12 bài. 15 bài. 12 bài. 12 bài. Trời ơi, lúc đó một cái CD 15 bài cho quá, nó đủ chục. Quá rẻ. Và kính thưa quý vị, đó là một cái CD sắp phát hành của nam ca sĩ Elvis Phương. Mà trước khi mà thế nào là Phương ngồi đây là Phương bị hát, chứ không phải là Phương bị hát. Trước khi mà tiếp tục, Thành xin được để giới thiệu một lần nữa, để giới thiệu ban nhạc của Trung Nghĩa, Nghĩa Sữa, anh Tuyên với Peter. Một bài nữa đến với tất cả quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Come on! Let's go! Kính thưa quý vị, nhạc phẩm đó là nhạc phẩm The Good, The Bad and The Ugly, Clint Eastwood, right? Nghe bài này anh Thành,
Nghe bài này muốn rút súng. Nè, Nghĩa. Go ahead. Go ahead. Make my day. Phương hồi nãy là mình nói chuyện về cái đĩa của Phương là về nhạc Pháp. Thì bây giờ Thành xin xin phép yêu cầu Phương, quý vị đang đợi này, Phương bài nhạc Pháp đi. Ok. Ok. Yes. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, il ressemble à tes 20 ans, au soleil qui tendrement nous fait oublier le temps. Personne n'a jamais su me dire les mots d'amour, les mots du cœur. Chose comme je t'aime. Ce soir, la vie me semble belle. L'amour attire d'elle. S'est posé sur toi et moi. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Je regarde le soleil qui vole au fond du ciel. Je me souviens d'un prénom qui me fait mal, d'une robe, d'un soulier, le premier bal. Je me souviens des paroles. Des mots dans les frissons, mal dans une mer de corail, mal la couleur bleue me fait mal de temps en temps. Quand je regarde le soleil
Bây giờ tiếng Pháp là tại vì Phương có cái CD sắp ra mà có cái tên đó là Elvis Phương. Là bây giờ Phương phải hát một bài Elvis cho Thành nghe nè. Không những là cho Thành nghe mà cho tất cả quý vị nghe. Thế anh, ai thấy anh thầm hay không? Thầm quá hay luôn. Tôi hỏi Thành đó, Thành nói là có cái tên Elvis thì phải hát bài Elvis. Nhớ Phương mang cái tên Tony thì hát cái nhạc gì? Tony Orlando. When it's the 1:00 in the morning, a 3:00 the show, need to get ready now, go get rolling on to step on my blue sweatshirt. Well, you can do anything now on my blue sweatshirt. Well, you can knock me down, stick my face, take my name all over the place. Do anything that you want to do. Oh, holy land, I'll land to the door to step on my blue sweatshirt. Được mạn phép quý vị để cho đài VHN có một phần quảng cáo và sẽ trở lại với tất cả quý vị trong những câu hỏi của quý vị gọi vào ngày hôm nay. Điện thoại là 714-531-8884. Xin kính mời quý vị gọi vào.